Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 83, chương 526, chết không được tử tế. Tiểu Thất vỗ bả vai của Chu Giai Hảo nói: "Thật ra thì cũng không có gì đâu, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nói ra đâu." Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo nghiến răng nghiến lợi nhìn đại gia, một chữ nói: "Nếu như chuyện này còn có ai biết, ta nhất định không khách khí với các ngươi." Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu không phục lắm: "Ngươi nghĩ muốn làm gì chúng ta mà không khách khí, ngươi nói xem." Chu Giai Hảo than nhẹ: "Được rồi, được rồi, các ngươi nhớ đó, các ngươi người đông thế mạnh, ta không phải là đối thủ. Bất quá ta xin các ngươi được chưa, đừng có nói chuyện này ra. Nếu mà để cho những cô gái xinh đẹp kia biết, ta sẽ không tìm được bạn gái rồi." "Không tìm được bạn gái, ta sẽ không thể truyền thừa hương khói của Long Hồ Sơn. Không thể truyền thừa được hương khói, sư phụ nhất định sẽ trừng trị ta đó." "Thôi đi, chúng ta cũng sẽ không nói với ai đâu." Tiểu Thất ngoáy ngoáy lỗ tai sốt ruột: "Dài dòng như vậy làm gì, quần áo không phải còn chưa có cởi hết sao?" "Người biết cái gì, chuyện này liên quan đến truyền thừa của Long Hồ Sơn là rất nghiêm trọng." Tiểu Thất trợn mắt không hề phản ứng đến hắn, hướng bên kia giới sắc: "Tất cả cẩn thận một chút, đừng có nhìn ánh mắt của nữ quỷ, cũng không cần tập trung sự chú ý nghe vào âm thanh của nàng, bằng không dễ dàng bị mê hoặc tâm thần lắm." Đúng lúc này, ở bên tai của Tiểu Thất đột nhiên vang lên âm thanh của nữ quỷ. Quay đầu lại nhìn, nữ quỷ đang đứng ngay bên cạnh mình, đưa khuôn mặt kinh khủng lại gần. Tiểu Thất đưa tay sờ bảo bảo, tiểu tử lập tức hiểu ý, nhìn Tiểu Thất nháy mắt một cái. Ánh mắt của Tiểu Thất cùng nữ quỷ chạm nhau, nhất thời cảm giác có một thứ giống như giá rét bắn thẳng vào trong đồng tử. Cỗ hàn ý kia tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng lan tràn, trong giây lát trải rộng ra toàn thân. Tiểu Thất nắm Long Tiền Kiếm, bàn tay buông lỏng một chút, Long Tiền Kiếm rơi xuống đất. Như một màn này, bọn giới sắc đều cả kinh, đang muốn đi lên phía trước thì Mã Tiểu Tiểu lại chặn bọn họ lại. Chu Giai Hảo trợn mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu: "Hùng bà nương, cô làm gì vậy?" Mã Tiểu Tiểu liếc mắt đáp lại Chu Giai Hảo nhưng không nói gì cả. Ngay khi Long Tiền Kiếm rơi xuống đất, Tiểu Bà Bảo ngồi ở trên vai quay đầu về phía bà ta nháy một cái. Nàng mặc dù nghi ngờ nhưng nghĩ tới có thể là Tiểu Thất cố ý, cho nên khuôn mặt quỷ thật sự là lộ ra. Tiểu Thất cũng không có khiêu vũ như Chu Giai Hảo mà đứng ở một chỗ. Khóe môi của nữ quỷ vảnh lên: "Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?" "Ta là Mao Sơn trưởng môn, tới nơi này tìm cương thi." "Mao Sơn trưởng môn?" Nữ quỷ lặp lại một lần: "Vậy ngươi có đồng ý cưới ta không?" "Cái gì? Ngươi nói sao?" Tiểu Thất trợn mắt, tay phải hai ngón tay cùng nổi lên, một vệt hồng quang lóe lên ở đầu ngón tay. Nữ quỷ nghe được Tiểu Thất nói rất tin tưởng: "Nếu như ngươi nguyện ý thì chúng ta đi thôi." "Ta nguyện ý cái đại gia nhà ngươi đó." Tiểu Thất thật sự không nghe nổi nữa, kêu lên: "Còn mẹ nó, cái chuyện này là chuyện gì? Nếu như mà là quỷ đẹp mà nói, hắn còn suy nghĩ một chút. Ngươi là một con quỷ xấu đến ma chê quỷ hờn, xấu băm xấu bổ như vậy thì có đến quỷ cũng không thèm cái loại mày." Nữ quỷ sắc mặt cả kinh, liền muốn chạy trốn. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ giống như lôi đình bạo đâm rơi vào trên bả vai của nữ quỷ. Ngay sau đó bàn tay nắm chặt, Long Tiền Kiếm bắn ra. Nắm Long Tiền Kiếm, nghiêng người mà xông lên, đâm thẳng tới tim của nữ quỷ. Mũi kiếm lúc muốn cắm vào tim của nữ quỷ thì thằng bé kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, túm lên Long Tiền Kiếm. Thời dịp này nữ quỷ rốt cuộc tránh được công kích.
Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tiền Kiếm nhất chuyển, đứa bé hú lên quái dị cũng lui về đằng sau mấy bước. Nữ quỷ khuôn mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Thất, cao giọng la lên: "Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thoát khỏi khống chế của ta?" Tiểu Thất nhún vai một cái: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Ở sau lưng mấy người Chu Giai Hào đều quay đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu, kêu lên: "Này, các người có phải đã sớm biết hay không?" Mã Tiểu Tiểu không trả lời mà chỉ Bảo Bảo đang ngồi trên vai của Tiểu Thất: "Là Tiểu Tiểu kia nói cho ta biết, các người muốn hỏi thì đi mà hỏi nó đó." Bà Bảo vẫn đang lắc lư hai chân, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến mấy ánh mắt muốn giết người. Tiểu Tử quay đầu nhìn thấy bốn gương mặt, sợ hết hồn: "Ta không biết, bà Bảo không biết, là ca ca nói cho bà Bảo biết." Tiểu Thất trợn mắt nhìn mấy người Chu Giai Hào: "Các người đừng có mà bắt nạt nó nữa." "Vậy người phải nói cho ta biết làm sao mà thoát khỏi khống chế của nữ quỷ đây?" "Chờ một chút rồi nói, đem sự cuộc tình giải quyết đã." Nói xong, Tiểu Thất bước lên một bước, khí thế cường đại trong cơ thể bộc phát, đem bọn Chu Giai Hào đẩy lui một bước. Mấy người nhìn nhau đều là bộ dáng không tưởng tượng nổi. Tiểu Thất từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Tiểu Thất nâng cánh tay lên, Long Tuyển Kiếm chỉ nữ quỷ, quát lạnh: "Lúc trước còn chưa có tiêu diệt ngươi là bởi vì đạo gia cho tới bây giờ còn chưa bao giờ thấy con quỷ nào mắt xám, nghĩ đến ngươi lợi hại, không ngờ ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Tới đây nếm thử lợi hại của tiểu gia đây." Lời vừa dứt, Tiểu Thất một bước dài xông tới, Long Tuyển Kiếm bổ ngang ra. Nữ quỷ sắc mặt cả kinh, bàn tay đi lên phía trước. Cái lược chải đầu lập tức chặn lại mũi kiếm, bất quá nàng cũng chỉ chặn được mũi kiếm mà thôi. Kiếm hoa màu tím nổ bắn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của nữ quỷ. Thằng bé hú lên quái dị không ngừng lui về đằng sau, cho đến khi chạm vào vách tường mới dừng lại. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, muốn xuyên tường mà đi qua. Thế nhưng vách tường lại tỏa ra một trận hoàng quang cản nàng lại. Hoàng quang xuất hiện, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Ánh sáng đèn pin hướng vách tường chiếu một cái, thấy được một cái thái cực âm dương ngư. Nữ quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó kéo thằng bé quỳ trên mặt đất kinh hô: "Pháp sư tha mạng, tiểu nữ bức cũng là bất đắc dĩ." "Bất đắc dĩ? Ta xem không phải đâu." "Pháp sư minh giám, tiểu nữ là muốn đi ra ngoài, nhưng gian phòng này là có phong ấn. Ta nếu như không phải nhập vào người khác, ta không thể ra ngoài được." Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Nhập? Người nhập vào thân ta thì lại đi tìm chết, ta không cùng nói nhảm với người nữa." Dứt lời, Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển Kiếm nổ bắn ra, xuyên qua thân thể của nữ quỷ. Long Tuyển Kiếm cắm phập lên sàn nhà. Nữ quỷ khuôn mặt thống khổ nhìn Tiểu Thất: Người giận chết không được tử tế." Nghe nói như vậy, Tiểu Thất nhún vai một cái: "Rất nhiều con quỷ muốn ta chết đó. Bất quá rất có lỗi, ta vẫn sống rất tốt." "Người chết sẽ không được tử tế, người sẽ không được chết tử tế." Trong miệng nữ quỷ không ngừng lẩm bẩm những lời này, rồi sau đó từ từ tiêu tán. Tiểu Thất đưa mắt nhìn lên người đứa bé trai: "Tiểu quỷ, ngươi là tự sát hay ta giúp ngươi?" Đứa bé trai hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó một cỗ thi khí cường đại từ trong cơ thể nó khuếch tán. Trong vòng mười mấy giây, thân thể đứa bé trai từ từ bành trướng, sau đó nổ tung. Ánh mắt của Tiểu Thất quét các căn phòng nhỏ, không có cho thằng bé trai lưu lại một cơ hội. Kẹp một đạo linh phù ném vào bên trái, phù quang lóe lên, một trận tiếng kêu lạ truyền ra, sau đó lại là tiếng nói Tiểu Thất chết không được tử tế. Tiểu Thất ngoáy lỗ tai, bàn tay nắm chặt, hồn phách của thằng bé trai biến mất không thấy gì nữa. Giới sắc hỏa thượng đi tới phía trước, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, cậu hoàn toàn có thể đưa bọn họ đi địa phủ, sao lại muốn đem bọn họ đánh cho hồn phi phách tán?" "Không cần." Tiểu Thất nhàn nhạt nói, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Giới sắc hòa thượng gãi đầu nhìn Chu Giai Hào: "Tiểu Thất như vậy là sao?" Chu Giai Hào than nhẹ một tiếng: "Hay, hòa thượng, ngươi đừng có nói chuyện này nữa."
Chương 527, kẻ lông mi. Chu Gia Hảo nói làm cho hòa thượng vô cùng không hiểu. Lúc này Hứa Chính Dương nói: Hòa thượng, tiểu thất là đệ tử đạo gia, mà ngươi là đệ tử Phật gia, mặc dù đều lấy diệt ma hàng yêu là nhiệm vụ, thế nhưng mà đạo Phật khác nhau. Dưới sắc hòa thượng yên lặng một hồi, cái hiểu cái không, gật đầu. Tiểu thất đi ra khỏi căn phòng nhỏ, ở trên vách tường dán xuống mấy đạo linh phù. Bà Bảo lắc đôi chân, mắt to nhìn tiểu thất. Ca ca, người có phải là mất hứng hay không? Bà Bảo, người làm vậy là sao? Tiểu tử kêu ngạo. Bà Bảo nhìn ra ca ca vừa rồi mất hứng. Tiểu thất cười một tiếng, sờ đầu Bảo Bảo. Mọi người đi xuống lầu, trở lại lầu 1, ra khỏi số 81 kinh thành, kiềm chế tâm tình được buông ra. Ở đối diện, bọn Doãn Lãnh nhìn thấy mấy người tiểu thất đi ra, lên lái xe tới. Sau khi lên xe, Doãn Lãnh vội vàng hỏi: Đại sư, thế nào? Tiểu thất gật đầu: Đều đã xử lý tốt. Đúng rồi, Doãn cảnh quan, người đem toàn bộ cảnh sát đang phong tỏa số 81 kinh thành gọi tới đây một chút. Ta cho các người một chút biện pháp để bảo vệ. Doãn Lãnh gật đầu, lấy điện thoại bộ đàm nói vài ba câu. Trong chốc lát, ba chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài. Từ bên trong đi ra 7-8 cảnh sát. Tiểu thất cũng đi xuống xe tới bên cạnh bọn họ. Các người trông coi nơi này, ta vô cùng cảm ơn. Vì để tăng cường bảo vệ cho bản thân các người, cho nên ta quyết định cho các người một chút gì đó. Nói xong, tiểu thất lấy ra thiên bút, sau đó lấy ra thi du. Ở trên trán bọn họ vẽ một đạo linh phù. Mấy phút sau, toàn bộ linh phù đã vẽ lên. Tiểu thất nói: Đạo linh phù này có khả năng năng giúp các người mở ra thiên nhãn, gặp phải quỷ vật thì nhanh chóng rời đi cho ta. Đại sư, quỷ vật hình dáng như thế nào? Một người hỏi. Quỷ dáng vẻ không phải là cố định thay đổi, bọn họ có khả năng biến hóa. Cho nên ta cũng nói không chính xác. Những thứ kia phi thường kinh khủng, không thể nào dùng lời mà nói. Các người cũng biết đó là quỷ. Có một số quỷ nhìn qua thì cũng không khác gì người thường, nhưng mà mặt quỷ thì vĩnh viễn không bao giờ có huyết sắc. Tiểu thất giải thích, sau đó cho bọn họ mỗi người một đạo linh phù phòng thân. Trở lại biệt thự, bọn Hoa Thanh đang ăn cơm ở phòng khách, thấy tiểu thất quay trở lại vội vàng gọi: Tiểu tử mau tới đền cơm. Bọn tiểu thất đi đến số 81 ở kinh thành giằng co đã mấy tiếng, vốn là đói muốn chết, ngồi ở trước mặt bàn ăn, ăn như là hổ đói. Mấy phút sau đem toàn bộ bàn ăn dọn sạch. Hòa Thành đem cây đũa ở trên bàn, tức giận: Ai, các người là quỷ chết đói đầu thai đấy à? Tiểu thất nhún vai: Là ông gọi chúng tôi tới ăn cơ mà, hơn nữa chúng tôi ăn uống như thế nào ông cũng từng biết rồi. Hoa Thanh hít sâu một hơi để cho học trò của Từ Lão Đầu gọi điện thoại bảo quán trọ đưa bữa ăn tới. Đặc biệt lão còn mới ăn có một chén cơm. Tiểu thất nhìn Hoa Thanh cười nói: Hoa lão, ông biết rõ là chúng tôi ăn nhiều, tại sao không chuẩn bị nhiều thức ăn một chút? Hoa Thanh không nói mà chỉ cái nồi cơm điện ở trên bàn: Các người xem, cái nồi cơm điện kia là đủ cho chúng ta ăn một tuần lễ rồi đấy, vậy mà còn không đủ cho các ngươi ăn no một bữa. Ta thật là... Đừng có nóng giận, chờ một chút nào. Sau 10 phút, quán trọ lại đưa thức ăn tới. Phục vụ tiếp tục mọi người cho ăn cơm. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi. Tiểu thất uống một hớp nước. Hòa lão, Kim Bình kia như thế nào? À, không sao rồi, bất quá phải ngủ một thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Vậy thì tốt rồi. Tiểu thất gật đầu. Các người xử lý sự tình 81 kinh thành thế nào? Nghe vậy, tiểu thất nói: Xử lý xong. Số 81 kinh thành lúc trước chính là nhà giàu Hoắc gia ở đây. Người tại sao lại khẳng định như vậy? Chu Giai Hào nhìn sang: Chúng ta gặp được anh em nhà họ Hoắc, còn có cả gái lầu xanh mà bọn họ đã bức tử nữa. Thì ra là như vậy. Hoa Thanh gật đầu. Nghỉ ngơi độ nửa giờ, tiểu thất đi tới bên cạnh thi thể của Lưu Tướng Quân, đưa tay lại qua đầu của Lưu Tướng Quân, hơ hơ mấy lần, quay đầu nhìn Hoa Thanh: Hoa lão, giúp ta mua một ít chất dẻo plastic đến đây
nhớ là màu trắng đâu. Người muốn Platic làm gì vậy? Hoa Thanh trợn râu mắt. Lúc trước ngươi về tại sao không mua luôn đi? Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã ra. Chớ giờ Platic muốn mua bao nhiêu tiền, ta lúc trước không có nhớ. Hoa Thanh mặc dù ngoài miệng không vui nhưng trong lòng vẫn rất tình nguyện. Lão đầu này chính là điển hình của việc nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ vậy. Học trò của Từ lão đầu lái xe ra ngoài một chuyến, không bao lâu sau xách về một thùng Platic lớn. Đem thùng mở ra, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Tiểu Thất nhướng mày, cái mùi thơm này rất nồng nặc. Tìm đến một trang giấy bản, đem chất dẻo đổ ra, sau đó lấy trong túi ra thi du vẩy vào bên trên chất dẻo. Giống như là nhồi mì, đem toàn bộ thi du trộn vào chất dẻo. Mấy phút sau, mùi thơm của chất dẻo không thấy đâu nữa, tản tát ra mùi vị của thi du. Lần này Tiểu Thất mới hài lòng gật đầu. Tiểu Thất phải giúp Lưu tướng quân chế tạo một cái đầu, tiêu trừ oán khí của hắn được phần nào. Sau đó mới mang thi thể của hắn siêu độ, tránh đến lúc đó hồn phách và thi thể hợp nhất, đem Lưu tướng quân lấy đầu ra. Tiểu Thất bảo giới sắc hòa thượng gọi tới để cho hắn nhìn một chút. Tiểu Thất, cậu muốn làm gì? Giúp Lưu tướng quân làm một cái đầu để cho thi thể của hắn hoàn chỉnh, như vậy cũng có thể giảm bớt oán khí trong lòng của hắn. Cậu giúp tôi nhìn một chút xem có thích hợp hay không. Giới sắc hòa thượng gật đầu, ngồi xổm xuống cùng Tiểu Thất nhào nhào nặn nặn. Vốn là tôi định lợi dụng thân thể của Lưu tướng quân, đưa bảy phách của hắn đến để tiêu diệt, cũng có thể diệt trừ một ít thực lực của hắn. Ngay sau đó nghĩ đến bảy phách của Lưu tướng quân cũng bị phong ấn lại, muốn bảy phách của hắn tới đây cũng phải mở phong ấn ra mới được. Tôi cảm giác được biện pháp này không được đâu. Bảy phách của Lưu tướng quân coi như không có bị phong ấn thì thực lực khẳng định cũng rất mạnh, chúng ta không thể nào tiêu diệt, ngược lại mà chọc giận hắn thì hậu quả rất khó lường đó. Tiểu Thất gật đầu, liền lấy ra long huyết mực, thiên bút và bát sứ, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu ở bên trong bát sứ, dùng long huyết mực đem máu tươi mài lên, thiên bút chấm một cái kẻ lông mi cho Lưu tướng quân. Sau khi lông mi lông mày vẽ xong thì đến lượt chòm râu. Chòm râu vẽ xong, Tiểu Thất đem cả cái đầu đổ thành màu đen, ở phía dưới móc sạch, nhét hai đạo linh phù vào. Về phần con ngươi, Tiểu Thất dùng hai quả phược hồn châu thay thế. Sau khi làm xong, ôm cái đầu đến phòng khách. Các ngươi xem một chút, thế nào? Hoa Thanh nhìn một hồi rồi phê bình. Đầu làm có mũi có mắt, chỉ là trông thật là xấu xí à. Các người cảm thấy cái đầu kinh khủng như vậy, Lưu tướng quân có thích hay không? Kinh khủng cũng không có cách nào, tay nghề của tôi chỉ có đến thế thôi. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy à, người có ý định tìm đầu thật của hắn không? Nghe như vậy, Tiểu Thất nói, vốn đã sớm bị đốt rụi rồi, tìm làm sao được. Thì được rồi, coi như ta không nói gì vậy. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, ôm cái đầu chất dẻo đi đến bên thi thể của Lưu tướng quân, đặt ở gần cổ của hắn, tìm băng keo đem cái đầu quấn lại, ngay sau đó bấm chỉ quyết bắt đầu làm phép. Đối với Lưu tướng quân, Tiểu Thất vô cùng đồng tình. Thế nhưng mặc dù đồng tình, dù sao thì hắn cũng là họa của nhân gian, mình không thể mặc kệ. Mặc dù hai người thực lực sai biệt rất lớn, coi như đánh không nổi thì cũng phải liều mạng, bởi vì đây là định mệnh của bọn họ. Chương 528, cục truyện lạ dân gian. Đến tột cùng là đối phó với quỷ vật ở trong quỷ huyệt, Tiểu Thất cũng đã sớm có tính toán, chỉ là không nói cho bọn Chu Giai Hào sự tình nghiêm trọng như thế nào. Có lẽ Tiểu Thất nói ra dự định của mình nhất định sẽ bị bọn họ phản đối. Mấy người còn lại khả năng cũng không rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng Chu Giai Hào nhất định biết. Bát phòng nhiếp tâm trận có bát môn, sinh môn là sinh lộ, mà lần này Tiểu Thất trực tiếp đem sinh môn chuyển thành tử môn. Loại ý nghĩ này cho đến bây giờ cũng chưa từng được thực hiện qua. Hơn nữa, Tiểu Thất cũng muốn tự mình tiến vào trong bát phong nhiếp tâm trận. Như vậy, hắn cũng sẽ đối phó với toàn bộ quỷ vật đi ra từ quỷ huyệt. Bỏ ra vài chục phút, rút cuộc làm xong cái đầu, ghép vào trên thi thể của Lưu tướng quân.
liếc nhìn qua lộ ra sự lôi thôi lích thích, chỉ sợ đặt ở bên ngoài cũng bị làm cho người ta bị hù dọa một trận. Đem dựng thi thể lên, Tiểu Thất trở lại ghế salon ngồi. Lúc này Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất: Vương tiểu thư, ngày mai ta dẫn người đi một chỗ, thuận tiện tìm mấy người giúp. Tiểu Thất nhíu mày: Ở đâu vậy? Là cục chuyện lạ dân gian nợ. Nghe vậy Tiểu Thất lắc đầu: Ta không đi đâu. Tại sao vậy? Hoa Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiểu Thất nói: Cục chuyện lạ dân gian bất kể nói thế nào cũng là cửa quan, ta từ khi xuống núi cũng không muốn giao thiệp với người cửa quan, ta tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Lời còn chưa nói hết, Hoa Thanh nở nụ cười. Thấy vậy Tiểu Thất nghi hoặc: Hoa lão, xong lại cười. Ta cũng không nói cho người vào trong cục chuyện lạ dân gian, chỉ là dẫn người đi tìm một người giúp. Ta nghĩ tìm người giúp người ta cũng không cự tuyệt đâu. Tiểu Thất gật đầu: Đương nhiên không đâu, chuyện này bằng vào thực lực của chúng ta cũng khó mà làm được. Vậy thì được rồi, ngày mai đi với ta một chút. Được rồi, quyết định như vậy đi. Mọi người ở trong phòng khách tán gẫu một lượt rồi lên lầu đi nghỉ. Ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng, sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Thất nhìn đám Chu Giai Hào: Các người không nên đi đâu, như vậy quá là khoa trương. Tại sao vậy? Cục chuyện lạ dân gian không phải là loại người như chúng ta sao? Tiểu Thất trợn mắt: Tóm lại là các người không có lên đi. Ở chỗ này theo dõi thân thể của Lưu Tướng Quân, dưới sắc hòa thượng đi cùng tôi là được. Tại sao lại cứ phải là hòa thượng? Chu Giai Hào không vui lẩm bẩm một câu: A Di Đà Phật, bần tăng đại biểu cho Phật, Tiểu Thất đại biểu cho đạo đó. Chu Giai Hào khó chịu trợn mắt nhìn giới sắc: Hứa huynh cùng Hung Bà Nương cũng đi được mà. Tại sao? Bọn họ là truyền nhân của Mã gia, một là của Miêu Cương thánh tộc đó. Tiểu Thất gật đầu: Người nói cũng đúng, Hứa huynh và Tiểu Tiểu đi theo, Tiểu sư thúc người ở đây trông nom thi thể của Lưu Tướng Quân. Lúc này Hứa Chính Dương nói: Tiểu Tiểu cùng đi theo chứ, ta Trần Thần, Chu huynh còn có Tiểu Lục chỗ này trông nom thi thể của Lưu Tướng Quân. Thôi ta ở lại vậy. Quyết định như vậy đi. Ra đến khỏi biệt thự, lên xe. Lần này lái xe là Vương Thiếu Bân, ở bên cạnh ngồi là La Nhan. Hai người Tiểu Thất cùng Hoa Thanh ngồi ở sau xe, lái xe ra khỏi biệt thự, hướng trung tâm thành phố mà đi. Ước chừng qua vài chục phút, xe đến chỗ một tòa nhà chọc trời. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất ngẩng đầu, liếc mắt, cười nói: Hoa lão, đây là bại đại bản doanh của ông sao? Quả thật là cũng khoa trương đó. Mọi người tiến vào trong cao ốc, La Nhan lấy điện thoại di động ra gọi. Trong chốc lát, một mỹ nữ cao gầy, tuổi không lớn lắm, độ khoảng 22-23 bước nhanh tới. Hoa Thanh giới thiệu: Vương tiểu tử, đây là bí thư của cơ quan, là Mộng tiểu thư đó. Tiểu Thất nhướng mày: Cơ quan, bí thư? Đúng lúc này, vị tiểu thư trước mắt nói: Xin lỗi, tiểu tử ở trên vai ngươi không thể đi vào trong cao ốc. Tiểu Thất vẫn còn nghi ngờ, đột ngột nghe nàng nói, ngẩng đầu nhìn thấy Bảo Bảo, thấy đang nàng cũng đang nhìn chằm chằm Bảo Bảo ở trên vai của mình. Tiểu tử này nghe được nàng nói, khuôn mặt mất hứng, đôi mắt trợn to nhìn. Thì ra là có chút bản sự, nếu như ta nhất định phải mang vào thì sao? Nghe được Tiểu Thất nói, nàng cười nhạt: Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Hoa Thanh cũng không có ngăn lại mà nhăn nhăn nhở nhở cười. Tiểu Thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo: Bảo Bảo, nàng không cho ngươi vào đó, ca ca để ngươi ở cửa được không? Tiểu tử không ngừng lắc đầu, sau đó chỉ ngón tay út bên chỗ Thúy Mộng: Ngươi nói tại sao không cho Bảo Bảo đi vào? Thúy Mộng cười cười không đáp. Trong lúc bất chợt, bàn tay chộp tới Bảo Bảo. Tiểu tử bĩu môi, bàn tay nhỏ vung lên đem tay của Thúy Mộng chặn lại. Thúy Mộng từ tốn: Không nghĩ đến là rất lợi hại. Người xấu là người xấu, ca ca giúp Bảo Bảo đánh người xấu. Nghe vậy, Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo: Bảo Bảo, người đánh thắng nàng là có thể đi vào, ca ca không có nhúng tay. Tại sao vậy? Tiểu tử nghiêng đầu hỏi: Đánh nàng đi. Tiểu Thất không trả lời mà chỉ Thúy Mộng. Tiểu tử gật đầu, sau đó nhảy lên ở giữa không trung, phóng đại lên khổng lồ.
Nhìn một màn này, Hoa Thanh há hốc mồm. Tên tiểu tử này còn có chức năng này sao? Khí thế cường đại bạo phát hướng Thúy Mộng ép tới. Khuôn mặt đẹp của nàng căng thẳng giống như là lâm đại địch, nhìn chăm chăm Bảo Bảo. Tiểu tử cười hì hì một tiếng, sau đó đạp thẳng xuống chỗ Thúy Mộng. Lúc này Hoa Thanh vội hô lên: Vương tiểu tử, bảo hắn dừng tay. Bảo Bảo, mau trở lại đi. Nghe Tiểu Thất nói, Bảo Bảo thu nhỏ lại, bay đến trên bả vai của Tiểu Thất mà ngồi. Tiểu tử diễu võ dương oai hướng về phía Thúy Mộng phất tay. Thúy Mộng khiếp sợ liếc mắt nhìn Bảo Bảo, sau đó khôi phục lại dáng vẻ. Ở trên mặt của nàng mang nhàn nhạt mỉm cười: Xin mời. Hoa Thanh đi tới bên cạnh Thúy Mộng cười nói: Tiểu Mộng, cô cũng nào lúc nào cũng nói mình là đạo môn đệ tử đệ nhất, hôm nay biết lợi hại chưa? Hoa lão, nói đùa rồi. Mọi người đi tới trước thang máy, đợi một độ một phút. Dưới thang máy, mấy người đi vào bên trong. Thúy Mộng ấn lầu số 28. Thấy vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Hoa lão, cục chuyện lạ dân gian ở lầu số 28 sao? Đúng vậy, sao vậy? Tiểu Thất nói: Lầu 28 cũng không phải là con số may mắn, tách ra chính là hai con số 14, là phải chết phải chết. Nếu như không có đạo hạnh, thánh vị, cao nhân chấn giữ rất dễ xảy ra chuyện đó. Nghe được Tiểu Thất nói, giới sắc hòa thượng không khỏi tức cười. Hoa Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: Vương tiểu tử, người nói thật chứ? Đương nhiên là thật đó. Hoa Thanh híp mắt quay lại, ánh mắt nhìn sang giới sắc: Hòa thượng, vương tiểu tử này nói thật sao? A Di Đà Phật, Hoa lão, đối với những thứ phong thủy này bần tăng không quá am hiểu đâu. Hoa Thanh cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên nói: Vương tiểu tử, ta cũng không tin đâu. Ban đầu chọn địa điểm này, bọn họ cũng nói ở nơi đây phong thủy là rất tốt đó. Tiểu Thất nhún vai một cái: Nếu như ông không tin, ta không nói nữa. Đến lầu số 28, cửa thang máy mở ra, Thúy Mộng đi ở đằng trước. Mười mấy giây sau đó, đi đến trước cửa một văn phòng. Ở trên cửa có ghi là cục dân gian chuyện lạ. Tiểu Thất cười nhạt: Hoa lão, cái này có phải là treo đầu dê bán thịt chó hay không? Có ý gì? Tiểu Thất chỉ tên công ty. Thấy vậy, Hoa Thành giải thích: Ai, cũng là để cho thuận lợi làm việc thôi. Bước vào trong công ty, ở trên đỉnh đầu có một vệt hoàng quang chiếu xuống, vừa vặn đem Bảo Bảo bao phủ. Thấy vậy, Tiểu Thất cười nhạt, đưa tay bắn ra, hoàng quang nhất thời biến mất. Chương 529: Âm Dương Thiên Cơ Bản. Thúy Mộng nhìn một màn này, trong lòng đối với thân phận của Tiểu Thất lại càng hiếu kỳ. Tiến vào trong công ty, ánh mắt đảo qua, thấy hai mươi mấy người đang ngồi ở trên ghế, bấm bấm máy tính trước mặt. Ở trên bàn có đủ loại các pho tượng các loại, có đạo gia, Phật môn, còn có một lão quan gia. Bất quá, những vị trí này đều cực kỳ quan trọng, tạo thành phương vị bát quái, tựa hồ có một trận pháp để liên hệ chúng nó với nhau. Hoa Thành đi tới bên cạnh: Vương tiểu tử, anh nhìn ra môn đạo có gì không? Tiểu Thất lắc đầu. Hoa Thanh cả kinh: Ngươi như vậy mà cũng không nhìn qua sao? Thúy Mộng ở một bên nhìn màn này, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời hớn hở. Hoa Thanh nói tiếp: Vương tiểu tử, ở nơi này bày một trận pháp, ta cho ngươi biết là sư phụ của Thúy Mộng bày. Sư phụ của nàng thân phận không thấp, chính là Hoàng Đạo Môn trưởng môn đó. Hoàng Đạo Môn trưởng môn. Hoa Thanh gật đầu. Tiểu Thất nói: Vậy có thể mời ra gặp một chút không? Sư phụ ta là người mà bất kỳ ai cũng muốn gặp là được sao? Tiểu Thất nhún vai một cái: Nếu như hắn muốn gặp ta cũng không có dễ dàng đâu. Về phần ta tại sao phải gặp hắn thì hỏi một chút. Hoàng Đạo Môn một mực lấy môn phái tự xưng là lánh đời, tại sao lại tham gia vào cục dân gian chuyện lạ đây? Lần này sắc mặt của Hoa Thanh có chút không tốt. Vương tiểu tử, ta không phải là mang ngươi đến gây sự nhà. Được rồi. Ở nơi này rộng, rất rộng, chiếm cứ cả một tầng lầu. La Nhàn cùng với Vương Thiếu Bân sau khi đi vào liền trở về vị trí mọi khi làm việc của mình. Sau đó những người trẻ tuổi kia đều vây lại, mồm năm miệng mười hỏi. Hoa Thanh mang theo hai người Tiểu Thất đi tới bên trong. Thúy Mộng đi đằng sau cùng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người Tiểu Thất. Lúc đầu còn lầm bầm nói hai câu,
Bất quá không ai biết được là nàng đang nói cái gì. Mở ra một cánh cửa gỗ, có một mùi đàn hương nhàn nhạt xông vào mũi. Dương mắt nhìn, ở nơi đây bố trí theo phong cách cổ hương cổ sắc, cơ hồ đều làm từ gỗ đàn hương. Mà ở cửa bày ra hai cái hương đỉnh, đàn hương chính là từ bên trong tản mát ra. Đi độ một phút đến phòng khách, ánh mắt đảo qua có thể nhìn thấy mấy bạch lão đầu tử đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, trong đó còn có một hòa thượng. Ở nơi này không có ghế, ở trên đất lại có không ít bồ đoàn. Hòa thành đang ngồi tĩnh tọa ở đây. Bọn họ là trụ cột của dân gian cổ truyện lạ đó. Tiểu thất gật đầu. Hoàng đạo môn trưởng môn kia. Kìa kìa. Vậy có thể giới thiệu cho gặp một chút được không? Nghe vậy, thế nhưng Hoa Thành lắc đầu. Đạo trưởng kia tính khí cổ quái, rất ít khi tới đây. Vậy hắn ở đâu? Bên cạnh, trong một tửu điếm. Lúc trước quán trọ kia xảy ra sự tình, hắn nói muốn ở đó chân giữ đó. Tiểu thất gật đầu, chỉ đạo nhân ngồi ở xếp bằng dưới đất. Bọn họ đều là môn phái kia sao? Nghe tiểu thất nói, Hoa Thành cười cười. Bọn họ rốt cuộc là môn phái nào? Ta không biết. Nhưng những thứ này là ngoan cố đều không có muốn nói. Ta cũng biết người đại sư kia lai lịch như thế nào. Có vẻ là đến từ Nam Thiên Long Tự đó. Thiên Long Tự là cổ pháp nổi tiếng, có thể có không ít cao tăng. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh là Nhất Đăng. Lúc này hòa thượng kia mở mắt, hai tay giang ra nói một câu. Nghe vậy, tiểu thất thiếu chút nữa bật cười. Nhất Đăng đại sư chính là vị đại sư ở trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Bất quá tiểu thất cũng không thể thất lễ, một tay đặt trước ngực hành đạo lễ. Vô lượng thiên tôn. Nhất Đăng đại sư nhìn chằm chằm tiểu thất, nhẹ giọng. Vị tiểu thí chủ này, tiểu quỷ trên vai ngươi tại sao không có đưa đi địa phủ đầu thai? Đại sư nói là nó sao? Tiểu thất sờ đầu bảo bảo. Là nó. Tiểu thất nói, tiểu tử này là lúc thời điểm ta san bằng cao ốc thế kỷ mới phát hiện ra. Từ đó về sau hắn môn mực ở bên cạnh ta. Hắn cũng tích không ít âm đức. Bất quá về phần không đưa hắn đi đầu thai, cũng không cần phiền đại sư phải nhắc nhở. A-di-đà Phật, nếu như không thuộc về dương gian thì cũng nên đưa đi địa phủ thôi. Nếu ta không muốn thì sao? Nhất Đăng đại sư chắp tay. Vậy để cho bần tăng vậy. Lời vừa dứt, Nhất Đăng đại sư đột nhiên từ dưới đất bắn lên, bàn tay chộp về phía Bảo Bảo. Hòa thượng này tu vi cũng không phải là kém, có thể cũng gớm mặt. Trong khi xuất thủ, khí thế cũng bá đạo. Bảo Bảo có chút sợ hãi, nắm chặt áo của tiểu thất. Tiểu thất chặn tay của Nhất Đăng đại sư, hừ lạnh một tiếng. Chuyện của ta còn chưa đến phiên ngươi quản. Nhất Đăng đại sư lùi về sau một bước, khí thế cả người thu lại, cặp mắt nhìn chằm chằm tiểu thất một hồi. Không nghĩ tới tu vi của ngươi còn trẻ mà đã đạt đến mệnh vị đỉnh phong, thật là thế tục hiếm thấy. Đó là ngươi hiểu biết ít thôi. Hoa Thanh đứng ở một bên cũng vô cùng khó xử. Hắn khuyên cũng không được, không khuyên cũng không được. Nhất Đăng đại sư địa vị tại dân gian cục chuyện lạ so với hắn còn cao hơn một ít. Hắn cắn răng trầm giọng. Vương tiểu tử, có thể nể mặt ta hay không? Đừng động thủ. Tiểu thất nhìn hắn một cái, ngay sau đó gật đầu. Thấy vậy, Hoa Thành mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía Nhất Đăng đại sư. Đại sư, ta dẫn bọn họ tới là có chuyện tìm các người hỗ trợ, chứ không phải là để đánh nhau. Lúc này, những người khác cũng mở mắt, nhìn Hoa Thanh. Nhất Đăng đại sư nói, tìm chúng ta muốn giúp gì? Đúng vậy, ở số 81 Kinh Thành có một cái quỷ huyệt. Ở bên trong có phong ấn hàng vạn con quỷ. Nhưng bây giờ lực lượng phong ấn càng ngày càng yếu, kiên trì không được bao lâu. Tính toán ra chỉ có 12 ngày thôi. Thời gian vừa qua phong ấn vỡ nát, nếu như mà vạn quỷ sổ lồng, nhất định sẽ tạo thành một trường giết chóc. Nghe Hoa Thanh nói, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng. Một hồi lâu, một người nói, làm sao biết bên trong phong ấn vạn quỷ? Tiểu thất đáp, dĩ nhiên là người khác báo cho biết đó. Người nào báo cho các người biết? Dĩ nhiên là vị cao nhân đã phong ấn vạn quỷ báo đó. Nghe vậy,
lão đạo sĩ kia ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Các ngươi đã không tận mắt nhìn thấy ở bên trong quỷ huyệt có bao nhiêu con quỷ, như vậy là phỏng đoán vô căn cứ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Hoa Thanh, bất đắc dĩ nhún nhún vai một cái. Hoa Thanh cũng có chút khó xử. Ta nói cho các người biết, ở bên trong quỷ huyệt thật sự là phong ấn hàng vạn con quỷ. Nếu như để cho bọn họ chạy ra thì tội của chúng ta to lắm. Mỗi một người đều yên lặng, không ai nói gì cả. Tựa hồ đúng lúc này, một lão đạo sĩ từ trong túi sách lấy ra một cái la bàn. La bàn này so với la bàn của Tiểu Thất to hơn một vòng. Ở phía trên răng đầy đường vân, cực kỳ phức tạp. Lão đạo sĩ nắm chỉ quyết, không ngừng kích thích lên la bàn. Tiểu Thất nhìn chằm chằm la bàn một hồi, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Âm Dương Thiên Cơ Bàn!" Nghe tiếng kinh hô của Tiểu Thất, lão đạo ngẩng đầu, nguyên bản không có chút rung động nào xẹt qua kinh ngạc, nhìn Tiểu Thất: "Tiểu hữu biết việc này sao?" Ở bên cạnh hắn, những người kia cũng là khá là khiếp sợ nhìn vật trong tay của lão đạo. Tiểu Thất gật đầu: "Âm Dương Thiên Cơ Bàn là Mao Sơn Ngũ Mạch Trung. Đây được coi là chí bảo. Theo ta được biết, mấy trăm năm trước, trong một hồi đại chiến, Âm Dương Thiên Cơ Bàn đã biến mất. Không chỉ có như thế, theo sự biến mất của nó, còn có Mao Sơn Nhất Mạch Bói Toán và rất nhiều pháp thuật cũng biến mất theo." Lão đạo cười cười gật đầu một cái: "Tiểu hữu hiểu biết rất rộng. Ngươi là đệ tử Mao Sơn?" "Đúng vậy." "Không biết sư thừa ở đâu?" "Sư thừa là đại trưởng môn đời thứ 51 của Mao Sơn, Vương Thiên Nguyên." Nghe Tiểu Thất nói, lão đạo kinh ngạc: "Ngươi là đệ tử của Vương Thiên Nguyên?" "Không sai." "Không đúng rồi. Trong ký ức của ta, đệ tử của Vương Thiên Nguyên hẳn là đã 60-70 tuổi. Ngươi còn trẻ như vậy." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói: "Ý người nói là đại sư huynh của ta, Ngô Trung Vân." "À, thì ra là như vậy." Chương 530: Hoàng Nguyên Chân Nhân. "Không biết đạo trưởng là Mao Sơn Nhất Mạch Bói Toán đệ tử phải không?" Tiểu Thất nói ra nghi ngờ. Lão đạo nghe được câu hỏi của Tiểu Thất, tử tốn: "Ta là Mao Sơn Nhất Mạch đệ tử, Mông Gia Sư truyền thụ Âm Dương Thiên Cơ Bản." Tiểu Thất gật đầu: "Không biết là đệ tử đời thứ bao nhiêu?" "Ngươi cứ gọi ta một tiếng là sư huynh được rồi." Âm Dương Thiên Cơ Bản là Mao Sơn chí bảo, nhưng không trong tay của Tiểu Thất. Nó thuộc về Nhất Mạch Bói Toán. Âm Dương Thiên Cơ Bản không giống với như Thiên Bút là pháp bảo chủ công. Tác dụng của nó là một chữ tính toán. Lời đồn rằng Âm Dương Thiên Cơ Bản có khả năng tính khắp thiên địa. Tất cả mọi chuyện trên thế gian chỉ cần có sự tính toán của Thiên Cơ Bản liền có thể thấy rõ. Bắt quỷ hàng yêu cũng có thể tính ra. Nhất Mạch đệ tử Bói Toán còn tinh thông kỳ môn độn giáp. Bọn họ có khả năng giống như là quỷ vật vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt ngươi lại đột nhiên biến mất. Nhất Mạch đệ tử Bói Toán, nếu như trong tay đã có Thiên Cơ Bản, đều có một cái tên, chính là Thiên Cơ Tử. Cho nên lúc trước bọn Tiểu Thất nói ra quỷ huyệt, hắn mới lấy ra Thiên Cơ Bản. Sau khi nói xong cùng Tiểu Thất, lão đạo tại Thiên Cơ Bản gầy gầy, mấy phút sau nhẹ giọng: "Không sai, số 81 thật sự có quỷ huyệt. Ở trong đó phong ấn một quỷ vương, chính là từ Nam Bắc triều thời kỳ, một đại tướng quân. Bởi vì bị người ta vu hãm tư thông với kẻ địch, gặp ngũ mã phanh thây, trở thành quỷ, oán khí sùng thiên. Hắn từng 5 lần 7 lượt đột nhập vào địa phủ, đem binh lính thủ hạ từ địa phủ đoạt lại." Tiểu Thất gật đầu một cái, không khỏi khen ngợi một tiếng. Âm Dương Thiên Cơ Bản không hổ là có khả năng tính khắp thiên địa. Theo như lời của hắn, cùng với bọn Tiểu Thất nghe thấy gần như không sai một chút nào cả. Giới Sắc Hòa Thượng đứng bên cạnh Tiểu Thất, từ nãy đến giờ vẫn không có nói chuyện, đột nhiên mở miệng: "Không biết đạo trưởng có thể tính ra hay không? Chúng ta làm sao mới có thể tiêu diệt được quỷ vương này?" Hắn cười một tiếng, trong phút chốc
đưa tay chỉ Tiểu Thất và Giới Sắc. Các người có thể... Tiểu Thất có chút buồn bực. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là người mang thiên mệnh thì có đặc quyền? Tùy tiện, quỷ vật lợi hại nào cũng có thể tiêu diệt hay sao? Cảm giác có chút nặng nề. Tiểu Thất và Hậu Khanh giao thủ lâu như vậy cũng đã thắng bại đâu. Nếu như chẳng phải là Hậu Khanh trên đầu có bọn đè ép, chỉ sợ Tiểu Thất cũng đã toi mạng. Tiểu sư đệ, ngươi tự hồ có vẻ không tin. Tiểu Thất cười khổ một tiếng. Sư huynh, không thấy quỷ vương này lợi hại như thế nào đâu. Chúng ta bây giờ cũng không có tự tin đối phó với hắn. Chúng ta trước đây không lâu đã đối phó với Đông Doanh Âm Dương Sư. Hắn có một con quỷ anh thực lực cực mạnh, nhưng ban đầu gặp quỷ vương ở trong phong ấn, chỉ đơn giản là cái vị cao nhân đã thiết hạ phong ấn ở bên ngoài thôi, đã bị đánh cho bẹp. Quan trọng nhất là cao nhân kia chỉ là với một đạo thần niệm, liền nghĩ đến hắn cũng không thể tiêu diệt quỷ vương này. Vậy thì chúng ta như thế nào? Huynh có thể tính ra được. Thiên Cơ Tử cười một tiếng. Ta đã nói với các người có khả năng làm được. Không sai, vị cao nhân kia cũng đã nói đó. Vậy thì đúng rồi, Thiên Cơ Bàn tính ra các người có khả năng làm được. Vị cao nhân kia cũng nói các người có khả năng làm được. Vậy thì các ngươi nhất định là đủ khả năng để làm được. Tiểu Thất trầm ngâm ngâm. Ta biết rồi. Đúng lúc này, một lão đạo sĩ đẩy cửa đi vào. Ở sau lưng đi theo con Thúy Mộng, Tiểu Thất hướng về lão hành đạo lễ. Không biết tiểu đạo hữu là đệ tử của môn phái nào? Mao Sơn đệ tử đó. Lão đạo vuốt râu. Thì ra là Mao Sơn đệ tử là Thất Kính. Ta là Hoàng Đạo Môn, trưởng môn nhân tiền đương nhiệm Hoàng Nguyên Chân Nhân. Bên cạnh đây là đệ tử của ta. Nghe được hắn giới thiệu, Tiểu Thất sắc mặt vui mừng. Hoàng Nguyên Chân Nhân liếc mắt nhìn Tiểu Thất từ tốn. Tiểu hữu mạng rất kỳ lạ, lão đạo nhìn không thấu. Đạo trưởng, người nói đùa rồi. Tiểu Thất cười nhạt. Tin đồn Hoàng Đạo Môn một mực ẩn cư trong rừng núi, vì sao đạo trưởng lại xuất hiện ở cục dân gian chuyện lạ? Hoàng Nguyên Chân Nhân thở dài. Tiểu hữu nói không sai, Hoàng Đạo Môn ta một mực ẩn cư sâu trong núi. Có thể đạo quan lâu năm không tu sửa, cũng không thể che mưa chắn gió. Lão đạo cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ mất mạng thôi. Tiểu Thất cười một tiếng, ở trong lòng phỉ báng Hoàng Nguyên Chân Nhân. Người muốn tu đạo xem ra cũng không dễ dàng. Thiên hạ rộng lớn, luôn có người giàu bị yêu ma quỷ quái nhập thân. Chỉ cần xử lý là đủ tốt, liền có thể nói tiếp những yêu cầu. Nhưng cũng không cần phải đi vào cửa quan như vậy chứ. Cùng lão đạo trò chuyện độ vài chục phút, Tiểu Thất cũng đưa ra yêu cầu của mình, hy vọng bọn họ có khả năng thu phục quỷ vương giúp mình. Có mấy người bọn họ góp thêm sức lực. Thật ra thì mục tiêu chủ yếu của Tiểu Thất vẫn luôn là để cho Thiên Cơ Tử và Hoàng Nguyên Chân Nhân xuất thủ. Hoàng Nguyên Chân Nhân nếu như coi như là trưởng môn của Hoàng Đạo Môn, đạo hạnh tự nhiên sẽ không thấp. Cho dù không có cao bằng Vương Lão Đầu, ít ra thì cũng phải đạt đến thánh vị. Với một sự giúp đỡ lớn như vậy, Tiểu Thất làm sao có thể bỏ qua. Thiên Cơ Tử tác dụng cũng không kém hơn Hoàng Nguyên Đạo Nhân. Có Âm Dương Thiên Cơ Bản, bọn Tiểu Thất có thể đem lực lượng của trận pháp phát huy đến cực hạn. Hoàng Nguyên đạo hữu, ta còn một sự tình nói cho ngươi biết. Quỷ huyệt ta đang xử lý, Âm Dương Sư tất nhiên sẽ xuất hiện. Không chỉ như thế, còn có cả Hậu Khanh, Doanh Câu, còn có cả quỷ kiềm bà của Nam An Vu tộc cũng sẽ tới đó. Hoàng Nguyên đạo nhân và Thiên Cơ Tử nghe được Tiểu Thất nói, ngược lại cũng không có kinh ngạc. Nhưng mấy vị khác thì không giống, miệng há hốc, cằm cũng sắp rụng xuống đất. Lúc này, Nhất Đăng đại sư hỏi. Vì sao Hậu Khanh và Doanh Câu lại tới? Tiểu Thất chỉ là vì ta đó. Bởi vì ngươi, chẳng lẽ ngươi có thân phận đặc thù sao? Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại. Không biết chư vị đạo trưởng có đồng ý ra sức giúp ta không? Hoàng Nguyên Chân Nhân tử tốn. Ta nhất định phải đi. Hàng yêu trừ ma vốn là trách nhiệm, huống chi cũng có chỗ tốt. Là chỗ tốt gì vậy? Nhất Đăng đại sư
mà vội vàng hỏi mấy người. Các ngươi nghĩ một chút, hàng vạn con quỷ kia thì là biết bao nhiêu âm đức. Các ngươi không phải là hướng muốn địa phủ để đổi lấy thiên sư bài sao? Địa phủ còn phải cảm ơn các ngươi đó. Tiểu Thất nhìn Hoàng Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu. Chắc chắn hắn sẽ không vì âm đức mà đi, mà biết Tiểu Thất kia thân phận đặc thù. Mấy người Nhất Đăng đại sư suy nghĩ chăm chốc lát cũng gật đầu đáp ứng. Hoàng Nguyên chân nhân liền hỏi: Tiểu hữu, không biết các ngươi dự định đối phó với quỷ huyệt như thế nào? Không dám giấu đạo trưởng, ta dự định bày ra bát phong nhiếp tâm trận và ngũ tuyệt trảm yêu trận. Hai đại trận này hợp nhất mới có thể ngăn cản được 50-60% quỷ vật. Về phần những quỷ vật còn lại thì là phụ thuộc vào trận pháp của những người còn lại. Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu: Tiểu hữu, theo như lời, bát phong nhiếp tâm trận là Long Hồ Sơn hộ tông đại trận cơ mà. Là trận pháp này đó. Tiểu hữu quả thật là không tầm thường, đến cả Long Hồ Sơn hộ tông đại trận cũng làm được. Tiểu Thất cười một tiếng: Đạo trưởng, người không biết, chúng ta cùng một nhóm có truyền nhân của Long Hồ Sơn đó. Khó trách. Thấy vậy, Tiểu Thất gật đầu: Nếu như các vị tiền bối đều đã đáp ứng giúp tiểu tử, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho Hòa lão thông báo với các người. Bây giờ chúng ta xin cáo từ. Hoàng Nguyên chân nhân vuốt râu: Tiểu hữu yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ hy kỳ vọng của người đối với ta. Vậy cảm ơn đạo trưởng, cáo từ. Đi ra khỏi công ty, Tiểu Thất thở dài một hơi. Nói chuyện với bọn này thật mệt. Bất quá ngoại trừ Nhất Đăng đạo sư, những người còn lại từ đầu đến cuối cũng không có nhắc đến Bảo Bảo. Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn tiểu tử đang ngủ thiếp trên vai mình. Chương 531: Kỳ huyệt. Tiểu Thất ôm tiểu tử xuống, sau đó hướng về Hoa Thanh. Hoa lão, đưa ta đến một cửa hàng tổng hợp một chút, ta muốn mua cho Bảo Bảo mấy bộ quần áo. Hoa Thanh cảm thấy nghi ngờ: Tiểu tử này còn muốn thay quần áo sao? Tiểu Thất cười một tiếng: Đương nhiên là phải mặc quần áo rồi. Tên tiểu tử này ở bên cạnh ta mặc dù không lâu, nhưng đối với hắn vẫn có tình cảm. Nếu như về sau đưa hắn đi địa phủ đầu thai, có lẽ cũng không nỡ. Vậy à, cứ ngự giữ hắn bên cạnh là được rồi. Tiểu Thất lắc lắc đầu: Tình cảm của chúng ta ngươi không biết, giữ ở bên người quá nguy hiểm. Được rồi, tình cảnh của các người ta không quan tâm. Các người muốn thu thập quỷ vương không đầu thì nhanh chóng nói với ta, ta sẽ thông báo cho bọn Hoàng Nguyên chân nhân. Hoa Thanh dừng một chút: Vương tiểu tử, cái thiên cơ bản kia giống như là người lúc nhìn thấy nó rất kích động. Khả năng các người có chỗ không biết, âm dương thiên cơ bản là Mao Sơn chí bảo nhất mạch trong bói toán. Lời đồn âm dương thiên cơ bản có khả năng tính ra khắp thiên địa. Đệ tử càng tinh thông ngũ hành bát quái, có âm dương thiên cơ bản hỗ trợ, trận pháp lực lượng có thể phát huy đến cực hạn, lại có thể từng bước dự liệu được đường đi nước bước của quỷ vật. Nghe vậy, Hoa Thanh sửng sốt: Như vậy cũng là quá bá đạo chứ. Đến cùng có phải là thật hay không ta cũng không chắc, nhưng Mao Sơn đã có ghi chép lại như thế. Được rồi, xem ra đi chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch. Tiểu Thất gật đầu: Chúng ta đi về. Ba người ra khỏi cao ốc, lần này Hoa lão tự mình lái xe. Bọn Tiểu Thất còn không biết lão tiểu tử này còn có chức năng này. Mang bọn Tiểu Thất đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Tiểu Thất đi bên trong vòng vo mấy phút, tìm được chỗ bán quần áo trẻ em. Bà Bảo vẫn nằm trong ngực Tiểu Thất ngủ say, sau khi đánh thức nó dậy, Tiểu Thất đặt hắn lên vai: Tiểu tử, có thích bộ quần áo kia không? Nghe Tiểu Thất nói, bà Bảo nháy mắt: Ca ca, muốn mua quần áo cho. Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đi tới, nghe được Tiểu Thất và bà Bảo nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Thất mấy giây, thấy Tiểu Thất nghiêng đầu nói chuyện, nhất thời cho rằng hắn là thần kinh, nói một mình. Tiểu Thất cũng không quan tâm, nếu nói vẫn không thể hù chết nàng sao. Để cho nàng chỉ mấy bộ quần áo xuống, Tiểu Thất khoa tay múa chân, hẳn là vừa người, hơn nữa là tiểu tử này tự chọn. Sau đó đi trả tiền, mang quần áo ra khỏi tiệm. Hoa Thanh nghi vấn: Vương tiểu tử, sao không thử? Nếu như không vừa thì làm sao? Thử như thế nào? Để Bảo Bảo hiện thân sao? Nhân viên bán hàng mà thấy Bảo Bảo thì còn dễ nói chuyện sao? Tiểu Thất liếc Hoa Thanh, xách túi, Bảo Bảo chui vào bên trong, kéo quần áo chơi đùa, quay lại biệt thự tìm một chậu than,
làm phép thiêu hủy quần áo, sau đó lại lấy từ trong chậu than ra quần áo ở phần âm mặc vào cho Bảo Bảo. Thay quần áo mới, tiểu tử vô cùng cao hứng. Thời gian rất nhanh chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. 10 ngày này vô cùng yên tĩnh, bọn tiểu thất đều tính toán kế hoạch đối phó với quỷ vương không đầu. Tiểu thất cũng đã sớm nghĩ xong, bày ra bát phong nhiếp tâm trận và ngũ tuyệt chạp yêu trận. Về phần Chu Giai Hảo cũng bày ra ở trong Long Hồ Sơn, ngoại trừ bát phong nhiếp tâm trận là trận pháp mạnh nhất, Hứa Chính Dương ba người cũng liên thủ ở số 81 kinh thành bày ra kết giới. Tác dụng thứ nhất của kết giới là phòng ngừa sau khi quỷ huyệt vỡ nát có quỷ ở trong đó chạy ra. Thứ hai, để ngăn cản bọn Hậu Khanh nhân thời cơ. Muốn ngăn cản Hậu Khanh thì bọn họ vẫn chưa đủ khả năng. Ngồi trên ghế salon thương thảo một hồi, tiểu thất nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, nhờ ông thông báo với bọn Hoàng Nguyên chân nhân 8 giờ tối nay đến số 81, thuận tiện đi mua mấy cái đèn cường quang, đến lúc đó khá có tác dụng. Ai, tiểu thất, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngay. Tiểu thất gật đầu. Tiểu sư thúc, các người cũng nhớ chuyện lúc trước nói, không thể để xảy ra một sự cố gì cả. Yên tâm. Tiểu thất nhìn sang Liễu Nghiên ngồi bên cạnh vẫn không nói. Ngươi biết tại sao ta cho ngươi ở đây mấy ngày không? Liễu Nghiên ở nơi đây nhìn 2 ngày, sau đó theo như có dấu ấn tìm được tiểu thất. Tiểu thất vốn muốn đưa nàng đi địa phủ, sau đó nghĩ đến mình đối phó với quỷ vương không đầu cũng cần giúp đỡ, mà thực lực của Liễu Nghiên cũng không có tầm thường, vậy nên lưu làng lại. Tiểu nữ biết. Tiểu thất gật đầu. Bất kể kết cục thế nào, ta đều cảm ơn người chứ. Pháp sư, người đừng khách khí. Người đối với tiểu nữ giống như là có ơn tái tạo. Ta dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp người. Tiểu thất khoát tay. Như vậy là quá lời rồi. Ta chẳng qua cũng là việc làm ta lên làm thôi. Hơn 4 giờ chiều, mọi người ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi 10 phút. Tiểu thất bảo mấy người lên đường, bởi vì còn phải bày trận cho nên phải đi sớm một chút. Cho đến khi mọi người tụ tập đông đủ, chờ một chút, tiểu thất cùng giới sắc bắt đầu bày ra phong ấn. Phong ấn vỡ nát, vạn quỷ xuất hiện, hồn phách và thi thể của Lưu tướng quân hợp nhất, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Tiểu thất tin cuộc chiến tối hôm nay nhất định sẽ vô cùng chật vật. Lúc đi ra cửa, hắn hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Đoàn người lên 2 chiếc xe mang theo thi thể của Lưu tướng quân và hài cốt của phu nhân hắn tới số 81 kinh thành. Sau khi dừng xe, một mực thủ ở chỗ này chờ cảnh sát tới. Tiểu thất nhìn đám cảnh sát. Các người có thể rời khỏi đây. Không cần chúng ta canh chừng sao? Không, các người mau rời khỏi đây càng xa càng tốt. Bọn họ nghe tiểu thất nói mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn rời đi. Chung quy thời điểm phong tỏa nơi đây, trời đã lúc đó là tối. Doãn Lãnh đã từng nói có một số việc phải nghe theo yêu cầu của tiểu thất, không được làm trái. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu sư thúc, người và Hứa huynh đến phía đằng sau xem một chút, thuận tiện dán linh phù lên. Trần Thần khiêng thi thể của Lưu tướng quân đi theo sau bọn tiểu thất xuống dưới tầng hầm, để cho Trần Thần đặt thi thể ở trong lối đi. Tiểu thất mở cửa đi vào bên trong bố trí trận pháp. Bát phong nhiếp tâm trận cùng ngũ tuyệt trảm yêu trận đều là những độc lập trận. Tiểu thất lần này đem 2 trận hợp nhất, đồ vật yêu cầu cũng cần rất nhiều. Ở trong tay cầm la bàn, dựa theo các phương vị bố trí xong trận pháp. Trận pháp bố trí xong nhìn qua có chút lôi thôi lếch thếch, dù sao cũng là 2 trận pháp hợp nhất, trong đó lại thiếu đi một nửa pháp khí yêu cầu chống đỡ vận chuyển của cả 2 trận pháp. Ước chừng vài chục phút, Chu Giai Hảo đi qua bên này. Tiểu thất bảo hắn lập tức cùng bố trí trận pháp cho xong. Chu Giai Hảo đem trận pháp tinh túy nói cho tiểu thất. Tiểu thất cũng nghiên cứu mấy ngày, đối với trận pháp cũng quen thuộc một chút, liền cùng Chu Giai Hảo làm. Thời điểm hai người đang sắp xếp trận pháp, Trầm Băng đột nhiên xuất hiện. Tiểu thất liếc mắt nhìn Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, người làm nốt đi. Chu Giai Hảo gật đầu. Tiểu thất đi tới trước mặt Trầm Băng. Băng tỷ, tỷ tới đây làm gì? Ta không phải đã nói cô đi càng xa càng tốt sao? Ta có chút lo lắng cho ngươi. Nghe được băng tỷ nói, tiểu thất sững sờ,
không biết nên nói như thế nào. Trầm mặc một chút. Bằng tỷ, mau rời khỏi đây đi, bằng không cha mẹ cô lo lắng đó. Ta thật sự không thể ở đây sao? Tiểu Thất lắc đầu. Không được. Trầm Băng nhìn Tiểu Thất. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Trầm Băng lo lắng liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó xoay người rời đi. Chu Gia Hảo bố trí xong trận pháp, đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhìn bóng lưng của Trầm Băng. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là đào hoa đó. Chương 532, Kỳ Huyệt, phần 2. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Gia Hảo. Tại sao người nói nhảm nhiều như vậy? Trận pháp bố trí xong chưa? Không phải là nói nhảm, ta nhìn ra được là nữ nhân này thích người đó. Nghe vậy, Tiểu Thất thật sự tức giận. Tiểu sư thúc, người bao giờ lại nhìn ra những thứ này vậy? Người giống như là đã từng chưa bao giờ yêu đương mà. Ai bảo ta không bao giờ yêu đương? Ta nói cho người biết, năm đầu tiên ta đã ngồi cùng bàn. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài. Thật sự, tiểu sư thúc này đúng thật là lại lên cơn bệnh. Tiểu Thất đi lên lối đi, đem thi thể của Tư Lưu tướng quân nằm dưới đất, ngay sau đó bắt đầu làm phép. Sau khi lấy ra ngân châm đã chuẩn bị, cắm ngân châm khắp các đại huyệt toàn thân của Lưu tướng quân. Đây cũng là Tiểu Thất giúp Lưu tướng quân làm một cái đầu giả. Mặc dù là đầu giả, nhưng ngân châm hô ứng lẫn nhau cũng có thể tạo ra tác dụng. Thân thể con người tổng cộng có 108 cái đại huyệt, cho nên Tiểu Thất chuẩn bị 108 cái ngân châm. Khi Tiểu Thất đem ngân châm cắm xong, nhưng phát hiện ra trên rốn một tấc có một cái đại huyệt. Tiểu Thất đưa tay cảm nhận, ở trong huyệt vị này âm khí nồng nặc, bình thường ngân châm không thể nào khống chế. Chu Gia Hảo nghi hoặc, tiểu sư điệt, ngươi làm gì vậy, nhanh lên một chút. Tiểu Thất không trả lời, vẫy vẫy tay với hắn. Chu Gia Hảo mang vẻ mặt nghi hoặc đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Sao vậy? Ngươi cảm nhận một chút, trên rốn một tấc liệu có phải có một cái đại huyệt? Nghe vậy, Chu Gia Hảo nhìn lướt qua, thấy thi thể này cắm đầy ngân châm. Ngươi chẳng lẽ cũng có tìm đủ 108 đại huyệt? Đã tìm đủ, sau đó phát hiện cái thứ 109 thì mới cảm thấy nghi ngờ như vậy. Chu Gia Hảo lặng thần một hồi lâu nói, làm sao có thể có đến 109 cái đại huyệt? Tiểu Thất chỉ thân thể của Lưu tướng quân, tự ngươi xem đi. Chu Gia Hảo nửa tin nửa ngờ xem xét một hồi, phút chốc hắn kinh hô, còn mẹ nó, thật đúng là có 109 cái đại huyệt. Còn mẹ nó, thật là con mẹ nó, ở trên người tại sao lại có 109 cái đại huyệt? Hơn nữa, đại huyệt thứ 109 âm khí rất nặng, có thể là âm khí phát ra ở đây bình thường ngân châm không thể áp chế được. Vậy làm sao? Nghe vậy, Tiểu Thất nói, người giúp ta lấy xuống một cái phệ hồn đinh. Phệ hồn đinh là để bố trí trận pháp, nếu như dùng để áp chế đại huyệt, trận pháp làm sao bây giờ? Tiểu Thất đáp, không sao, Hứa huynh còn có một thanh đồng kiếm, có thể dùng để thay thế phệ hồn đinh. Thi thể của Lưu tướng quân không có khả năng chen vào một thanh đồng kiếm. Chu Gia Hảo suy nghĩ một chút, có đạo lý, đi tới đem một cái phệ hồn đinh lấy tới đây. Tiểu Thất nhận lấy phệ hồn đinh, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu, kẹp một đạo linh phù quấn quanh phệ hồn đinh, hướng về đại huyệt thứ 109 cắm xuống. Phệ hồn đinh cắm vào trong huyệt, một cỗ âm khí cường đại bộc phát, đem hai người Tiểu Thất đẩy lùi mấy bước. Ngay sau đó, phệ hồn đinh nổ bắn ra, cắm vào trên đỉnh trần nhà, âm khí bắt đầu bùng phát hướng ra ngoài. Chu Gia Hảo há mồm, con mẹ nó, chuyện gì thế này? Tiểu Thất dùng Long Tiền kiếm gỡ phệ hồn đinh, lại một lần nữa quấn thêm linh phủ, sau đó cắm vào trong đại huyệt của Lưu tướng quân. Đúng lúc này, ở trong tầng hầm ngầm bên cạnh truyền đến một trận tiếng gào thét. Hai người biến sắc, vội vàng vọt vào, phát hiện âm thanh là từ nơi phong ấn truyền ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Thất trầm giọng, ở chỗ đại huyệt kia chính là mấu chốt hợp thể giữa hồn phách và thi thể của Lưu tướng quân. Chu Gia Hảo gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Thất nhìn phong ấn, Lưu tướng quân bây giờ chưa thể xé ra phong ấn hoàn toàn, khả năng đi ra được cũng chỉ là tiểu quỷ, đối với chúng ta mà nói không có uy hiếp. Nhưng đại huyệt phong bế kia có thể áp chế một ít tu vi của Lưu tướng quân không chừng. Nói xong, Tiểu Thất đi tới bên cạnh thi thể của Lưu tướng quân, hai ngón tay kẹp phệ hồn đinh, trực tiếp đem phệ hồn đinh cắm vào bên trong đại huyệt.
Tiểu Thất căn bản không thể lo, không cần lo lắng thi thể có vấn đề, trừ phi là hài cốt của phu nhân hắn có vấn đề. Phệ hồn đinh nhập thể, Tiểu Thất lấy ra linh phù đem đính vào trên đại huyệt. Tiểu sư thúc, đến giúp ta xem thi thể của Lưu tướng quân mang tới. Hai người hợp lực khiêng thi thể của Lưu tướng quân xuống trong trận pháp. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra hai bình máu tươi, vẽ ra trên mặt đất một cái âm dương song ngư đồ, sau đó đem thi thể của Lưu tướng quân đặt lên trên. Tiếp theo lấy ra năm cái máu tươi. Ban đầu Tiểu Thất đã nói đây là năm gốc đào mộc hấp thu thi khí. Máu tươi này tương đương với lại máu của Lưu tướng quân, đối với hắn có áp chế nhất định, dùng để bố trí trận pháp thì không thể tốt hơn. Không lâu sau, bọn giới sắc hòa thượng cũng chạy tới. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi, bố trí xong kết giới chưa? Được rồi, có thể ngăn được bọn hậu khanh mấy phút, giới sắc hòa thượng nói. Tiểu Thất gật đầu. Hứa huynh, đem ta mượn thanh đồng kiếm dùng một chút. Hứa Chính Dương lấy ra thanh đồng kiếm. Tiểu Thất đem thanh đồng kiếm đưa cho Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, hoàn thiện trận pháp. Chu Giai Hào nhận lấy thanh đồng kiếm, đem trận pháp hoàn chỉnh. Tiểu Thất nhìn giới sắc hòa thượng, chờ một chút mở phong ấn, ta cần liên thủ với cậu. Trung quy hoa sen chấn tả ấn ta không thể nào phá vỡ được. Tiền bối kia vốn là đạo Phật song tu, cho nên muốn phá vỡ trận pháp khẳng định là cần hai người chúng ta đó. Đúng, vô luận là âm dương phong ma đồ hay là hoa sen chấn tả ấn đều là những phương pháp phong ấn đứng đầu, người bình thường làm sao có tu vi mở ấn đây. Tiểu Thất cười nói, lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Bọn họ đến đây cũng đã hơn 1 tiếng. Cũng may tất cả đã xong, chờ bọn Hoàng Nguyên chân nhân tới. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phòng ngừa bọn quỷ kiểm bà đến phá hư. Tiểu Thất, chờ một chút chúng ta. Hứa Chính Dương còn chưa có nói xong, toàn bộ Dương Lâu liền kịch liệt rung động. Trong một giây kế tiếp, 3 người bọn giới sắc hòa thượng đồng thời kêu lên 1 tiếng. Kết giới bị phá. Cái gì? Tiểu Thất và Chu Giai Hào thất kinh. Kết giới là phi thường quan trọng. Tiểu Thất liếc mắt. Tiểu sư thúc, mang theo bà bảo ở đây trông coi, nhớ đóng kỹ cửa vào. Ca ca, bà bảo muốn đi cùng với người. Bà bảo, nghe lời, ở chỗ này trông coi, ca ca lập tức quay về. Tiểu Thất không tình nguyện, gật đầu, ngay sau đó nhảy xuống. Tiểu Thất nhìn 3 người Hứa Chính Dương, rất nhanh xông lên lầu. Đi đến cửa của số 81, nhìn thấy Hoa Thanh, Liễu Nghiên, còn có cả Trần Thần đang dựa vào góc tường, khóe miệng của bọn họ nhếch lên vệt máu. Mà bọn Từ Lão Đầu đứng một bên, đang khẩn trương nhìn giữa không trung. 4 người Tiểu Thất đi đến giữa đường lớn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiểu Lục và một nữ tử mặc quần áo trắng đang đánh nhau kịch liệt. Ánh mắt của Tiểu Thất đồng lại, nói ra, là nàng sao? Là nàng. Hết chương 532. Hết tập 83. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.